chào mừng các bạn đã quay trở lại với Luyện Nghe Tiếng Anh. Để học tốt tiếng Anh thì bạn nào cũng đã học qua bảng chữ cái rồi. Nhưng nếu bây giờ hỏi lại thì ai có thể chắc chắn là mình đã thành thạo và phát âm chuẩn 100% bảng chữ cái tiếng Anh? Mình tin chắc rằng không nhiều người trong số chúng ta làm được. Vì vậy, video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn phát âm chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh và thuộc lòng chỉ trong 10 phút. Cùng bắt đầu nào! Let's go! Đầu tiên, chữ A trong tiếng Việt thì trong tiếng Anh mình sẽ đọc là A, A, A. Lưu ý chúng ta không đọc là A vì nó không phải là ơ ý A trong tiếng Việt các bạn nhé. Mình sẽ đọc là A, A. Trong suốt quá trình mình đọc thì các bạn hãy chú ý lắng nghe và luyện phát âm theo mình để học được cách phát âm chuẩn như thế nào nhé. Chữ cái tiếp theo, chữ cái thứ hai. Chữ B trong tiếng Việt mình sẽ đọc trong tiếng Anh là B, B, B. Mình thường hay liên tưởng đến viên bi khi đọc đến chữ B để dễ nhớ hơn đấy. Chữ thứ ba là chữ C, và trong tiếng Anh mình sẽ đọc là C, C, C. Các bạn có thể nghe đến tên Xi Nhan khi đọc chữ cái này. Chữ thứ tư, chữ D, mình sẽ nói là D, D, D. Bạn thấy chữ này giống hành động nào nào? Hành động đi lại hay đi chơi đúng không? Chữ tiếp theo là chữ E, mình sẽ đọc là E, E, E. Nhớ là kéo dài ra một chút nữa nhé. E. Trong bảng chữ cái tiếng Việt thì không có chữ F, nhưng trong tiếng Anh thì lại có đấy. Và chữ F trong tiếng Anh mình sẽ nói là F, F, F. Không đọc rõ hẳn là chữ phở mà sẽ nói là F. Và mình hay liên tưởng đến bát phở khi nói đến chữ cái này. Chữ tiếp theo, chữ G trong tiếng Anh mình sẽ nói là G, G, G. Các bạn đọc cong miệng của mình lên nhé. Không phải là chữ G như bình thường đâu mà sẽ nói là G. Tiếp theo, chữ H mình sẽ nói là H, H, H. Hoặc là H, H, H. Chữ này một lần nữa không nói là H mà mình sẽ nói là H, H. Tiếp theo, chữ Y mình sẽ đọc là I, I, I. Giống như khi bạn hỏi ai đó vậy. Và I trong tiếng Anh còn là một cách để xưng hô đấy, có nghĩa là tôi. Tiếp theo là đến chữ cái Z. Chữ cái này không có trong bảng chữ cái tiếng Việt, nhưng trong tiếng Anh lại có đấy. Và mình sẽ đọc chữ cái này trong tiếng Anh sẽ là J, J, J. Hoặc là J, J, J. Cách mà mình nhớ đến chữ cái này là liên tưởng đến từng giây từng phút nhé. Mình cong môi lên và đọc lại nhé. J hoặc là J. Và chữ cái tiếp theo trong tiếng Anh đó là chữ K. Mình sẽ đọc trong tiếng Anh là K, K, K. Chúng ta có thể liên tưởng ngay đến cái cây chẳng hạn. Tiếp theo chữ L mình sẽ đọc là L, L, L. Nhớ uốn lưỡi lên nhé. Chữ M mình sẽ nói là M, M, M. Khi đọc chữ cái này thì các bạn chắc chắn là phải ngậm miệng lại rồi. Tiếp theo, tương tự với chữ M mình có chữ N trong tiếng Anh thì nói là N, N, N. Bật hơi nhẹ một chút và nói N. Sau đó là đến chữ O. Mình sẽ nói chữ O trong tiếng Anh là O, O, O. Chữ P mình sẽ nói là P, P, P. Khi đọc các bạn cũng bật hơi giống như chữ cái này trong tiếng Việt nhé. Điều gì khiến các bạn liên tưởng đến chữ cái này nhỉ? Trong toán học mình có số pi là bằng 3,14 đúng không? Tiếp theo, chữ Q trong tiếng Anh mình sẽ nói là Q, Q,
Q. Chữ cái error mình sẽ nói là R. R. Lưu ý một chút nhé, là chữ này thì hãy cố gắng phát âm ở trong cuống họng ra và các bạn hãy cuộn lưỡi lại nhé. R. R. Tiếp theo là đến chữ S trong tiếng Việt, mình nói là S đúng không? Trong tiếng Anh thì mình cũng nói tương tự như thế nhé. S. Nhớ xì hơi ra nhé. S. S. Nếu các bạn xì hơi ra trước miệng thì sẽ thấy rất mát tay đấy. Thử lại lần nữa nhé. S. S. Bạn lưu ý không phải là E sắc S trong tiếng Việt đâu nhé, mà là S. Chữ E và xì chữ S ra. S. Tiếp theo mình đến với chữ T. Trong tiếng Anh sẽ nói là T. T. Không phải là T mà là T. Chữ U trong tiếng Anh mình sẽ nói là U. 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 Mình thấy có nhiều bạn đọc là U, nhưng mà như thế không đúng đâu nhé. Chữ cái này chính xác mình sẽ nói là U. U. Tiếp đến là chữ V, mình sẽ nói là V. 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 Tiếp nữa là đến chữ V kép. Sở dĩ trong tiếng Việt nói là V kép vì chúng ta liên tưởng đến hai chữ V để ghép lại ở chữ này đúng không? Nhưng ở trong tiếng Anh thì người ta lại liên tưởng khác, không phải là hai chữ V mà là hai chữ U đấy. Thế thì các bạn đã biết, đã đoán ra được cách đọc của chữ cái này là gì trong tiếng Anh chưa? W. W. Double có nghĩa là gấp đôi, và U là chữ U đúng không? Hai chữ U ghép lại thì mình sẽ có chữ V kép và mình sẽ nói là W. W. Tiếp đến là chữ X trong tiếng Việt, mình nói là X, còn trong tiếng Anh thì nó là gì nhỉ? X. 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 Không phải là X như chúng mình hay đọc đâu nhé, mà là X. X. Tiếp theo, chữ Y dài trong tiếng Anh mình sẽ nói là Y. Giống như là hỏi tại sao vậy, mình sẽ dùng là Y. Y. Cuối cùng, chữ Z trong tiếng Anh thì mình sẽ có hai cách nói. Thứ nhất đó là theo cách nói Anh Mỹ thì chữ cái này sẽ được nói là Z. Z. Còn nếu được phát âm theo cách Anh thì mình sẽ nói là Z. Z. Vì vậy chúng mình sẽ chọn một trong hai cách này nhé. Cả hai cách thực ra đều được, nhưng mà mình khuyên các bạn nên đọc theo giọng Anh Mỹ thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ để ôn lại thì chúng ta sẽ cùng phát âm lại cả bảng chữ cái này nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Và để dễ nhớ hơn nữa thì bây giờ các bạn hãy cùng nghe lại và cùng học theo lại nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Rồi, bây giờ các bạn đã quen hơn với bảng chữ cái tiếng Anh của mình chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tập nói một số câu hỏi để đánh vần bảng chữ cái này nhé. Và câu hỏi của mình thường dùng sẽ là How do you spell? How do you spell? Có nghĩa là bạn đánh vần cái gì đó như thế nào? Bây giờ mình thử ghép vào nhé.
Bây giờ mình sẽ thử đánh vần tên của mình. Và để hỏi xem bạn đánh vần tên của bạn như thế nào, mình có thể hỏi là How do you spell your name? How do you spell your name? Và bây giờ thì mình sẽ đánh vần tên của mình nhé. Mình tên là Quế. Và tên của mình khi đánh vần mình sẽ nói là Q U E Q U E Q U E. Và đánh vần nhanh như vậy được thì chúng mình đã có thể thành thạo bằng chữ cái tiếng Anh rồi. Hy vọng là sau bài học vừa rồi thì các bạn đã tự tin để nói với tất cả mọi người rằng mình đã thành thạo bằng chữ cái tiếng Anh như người bản xứ nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau. Và nếu như các bạn thấy bài giảng ngày hôm nay bổ ích và thú vị về học tiếng Anh của mình thì hãy nhớ like, share và subscribe cho Luyện Nghe Tiếng Anh nhé. For more videos next time. See you.